tụi em hành trình xuyên một đêm rồi chị em ơi. Hiện giờ biển mờ sáng, anh chị em 5 giờ mấy, 6 giờ sáng. Giờ ghe con mực của anh em cặp lại sang đồ đây anh chị em ơi. Em sang bọc mực muối sẵn đang bọc qua kìa. Thank you.
chạy ra 4 đó. Hả? 4, 25, 26 rồi. 26 đúng rồi. Nước đá tải lại anh chị em ạ. Một chân qua muối rồi nước đá dục lại. Đá chung với chú ơi. Em thấy mặt trời đang lên đẹp không? Đây. Chiếc rồi anh chị em ơi. Chuẩn bị đằng xa một chiếc chạy tới nữa anh chị em.
tục là một chiếc hai chiếc nó đang chạy luôn tới luôn anh chị em ơi. Cá là anh chị em mới quấn luôn. Ôi ôi. Cá tươi. Đó con kết nè. Thank you.
Ở dòng ngoài anh em sắp tại lâm đơn hình chị em đang đợi. Tàu còn chờ tài nhóc anh chị em ơi, còn nhiều lắm. Và em cũng xin kết thúc cái phần của video này tại đây anh chị em nha. Thì sau khi mà cân xong rồi vô bờ làm như thế nào thì em sẽ tiếp tục em gửi đến anh chị em trong những cái video lần sau nha.